Trò chơi High Energy Heroes, tên Việt hóa là Cao Năng Anh Hùng, hứa hẹn là bản thay thế hoàn chỉnh cho Apex Legends Mobile, đã bị EA khai tử vào đầu năm nay. Game sẽ được cung cấp bởi Tencent nhằm mục đích mang lại trải nghiệm Battle Royale giống như Apex Legends Mobile. High Energy Heroes chắc chắn sẽ mang đến sự phấn khích tương tự như sản phẩm Apex Legends dành cho di động. Trò chơi được nhiều người chơi yêu thích dù thời gian tồn tại không lâu. Cao Năng Anh Hùng có hệ thống anh hùng thiết kế với sự hòa trộn với Apex Legends Mobile cùng với Valorant. Người chơi được trải nghiệm đa dạng phong cách chiến đấu khác nhau. Bên cạnh đó, bạn có thể tùy chỉnh hình ảnh nhân vật thông qua những bộ trang phục thiết kế độc đáo mang chất riêng của Tencent. Với High Energy Heroes, người chơi được trải nghiệm mọi thứ mới mẻ thú vị dựa trên nền gốc từ game Apex Legends với chất Battle Royale được nâng cấp bổ sung. Trò chơi mới có một danh sách các tướng đa dạng, ngày càng hoàn thiện về hình ảnh và cách chiến đấu mang tới trải nghiệm sinh động cuốn hút cho game thủ. High Energy Heroes có lối chơi chiến thuật với cơ chế chiến đấu mới với những nhân vật độc đáo được thêm vào dành riêng cho người chơi Trung Quốc. Apex Legends Mobile bị đóng cửa là một điều đáng tiếc, sau giờ đây đã có High Energy Hero thay thế. Ban đầu game sẽ chỉ phát hành tại Trung Quốc, nhưng hiện chưa rõ game sẽ có bản quốc tế hay không, chúng ta cần chờ đợi thêm thời gian. Sau khi hé lộ thông tin, game nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng gamer Trung Quốc. High Energy Hero hiện đang chuẩn bị từng bước cho việc ra mắt ở thị trường xứ tỷ dân. Game sẽ là một điểm nhấn trong mùa hè năm nay, cạnh tranh với các sản phẩm cùng thể loại như PUBG Mobile, Call of Duty Mobile.能怎么打？打开天眼，看清世界的真相。可怜，可悲，可叹。这里能打个痛快。小帮忙们，朋友，出发之前记得做好全方位的检测。还能凭技能打个痛快的配合。 便无所不在，能不怕事就能打出更极限的操作。我能送的最好礼物就是送敌人上路，我会竭尽所能来帮助大家。 能保持信念，坚持到底，就能扭转战局，战至最后。总之，你有多高能，这里就有多高能。 We'll be right back.